Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Eway 301 Bình Tân, có trụ sở tại Bình Thành, Hồ Chí Minh. Trong video ngày hôm nay mình xin lên cái sản phẩm về chuyên về phân tần, giới thiệu và báo giá các sản phẩm mà hiện tại và đang có ở shop tại Hồ Chí Minh. Thì mời quý vị và các bạn cùng xem. Thì trong cái phần này của mình ở đây, mình sẽ giới thiệu hai loại phân tần về 3 đường tiếng và 2 đường tiếng, và một loại phân tần cho dành cho loa chép. Thì mình sẽ đi vào chi tiết luôn cái sản phẩm này. Thì bên mình đang có cái dòng phân tần như sau. Thứ nhất là dòng phân tần AB503. Đó, đây là một dòng phân tần 3 đường tiếng, đây, 3 way. Các thông số của nó được in rất là chi tiết ở đây. Phần input là phần mà mình sẽ đưa cái phần dây loa tổng từ cái cọc loa vào và hàn dây vào đây, 3 đường tiếng. Đó, đường này là đường chép có âm dương. Đó, đấy là mặt bên này. Phần này là nó có ký hiệu của phần ốc vít đây. Đấy, mình sẽ bắt vào 4 vít và mình sẽ bắt vào đây. Thông số của sản phẩm như sau. Đây là cái thông số quan trọng nhất, đó là cái trở kháng. Đấy, cái phạm vi trở kháng của nó là 4 đến 8 ohm. Đấy, công suất của nó là 380W. Bên phía bên này là đường này là đường bát. Đó, đường bát có ký hiệu âm dương. Các bạn sẽ rất là dễ dàng để mà hàn gắn vào và không bao giờ bị sự nhầm lẫn các bạn nhé. Đó. Tiếp theo ở bên này là cái median này, có là mid ấy. Đây là loa mid, là loa chung bạn nhé. Cũng có đầu âm dương ở đây và hàn rất là ok ở đây. Đó. Các cái thông số ở trên này bao gồm: thứ nhất là con tụ 2.2 microfarad tụ đen. Đó. Dòng tụ cao cấp. Tiếp theo là có hai con tụ 6.8. Đó, hai con tụ 6.8 microfarad. Tụ đen xịn, hai đầu và có hai cuộn cảm với lõi sắt từ bên trong đây. Đó. Đồng đỏ. Đây là có một cái cầu chì 35W. Cầu chì này nó sẽ giúp bảo vệ công suất. Khi mà công suất đầu vào của nó lên cao đột ngột thì cái cầu chì này nó sẽ bảo vệ. Nghĩa là nó phía trong nó có dây tóc này, nó phải đứt dây tóc đó và nó sẽ bảo vệ cái phân tần này. Và nó bảo vệ luôn loa của bạn, nên các bạn không có phải lo. Khi đó bạn chỉ cần thay cầu chì này là được. Cầu chì này mua rất đơn giản, cửa hàng điện cũng có luôn các bạn nhé. Đó, đây là tổng thể của nó. Phía sau của nó ở đây là có tem dán của chính hãng của nhà sản xuất. Phần mối hàn của nó đây, cực kỳ chi tiết, gọn gàng, mạch cực đẹp luôn. Đó. Mình nhìn là mình sẽ thấy cái chất lượng của nó rồi. Đó, thì sản phẩm AB503 này nó cũng là một cái sản phẩm mà không còn xa lạ gì đối với cả những người mà đóng loa, giống loa và lên thùng. Đó, một bộ phân tần như thế này của bên em đang phân phối với mức giá 450.000 một bộ, 480.000 bao ship. Đó. Thì các bạn có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại hotline bên mình nhé, 0180911 851444. Đó, đây là một cặp, đây là cặp phân tần AB503. Đó, thì khi mà các bạn mua ấy, thì bên mình có hàn sẵn cho các bạn dây như thế này, 1 mét dây Hitachi. Đó, sẵn cho các bạn như thế này, đầu vào đầu ra nha các bạn nhé. Đấy, cực kỳ xịn sò như này các bạn nhé. Đây là một bộ của mình đi kèm, luôn luôn đi kèm. Đấy. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến một cái dòng cao cấp hơn. Đây là một cái bộ phân tần 2 đường tiếng 2 bát. Đó, phân tần 2 bát. Ở đây là cái phân tần này nó thiên về phần bát rất là nhiều. Mã của nó là H886 các bạn nhé, H886. Đó, tổng quan của sản phẩm này ở đây là tụ cam. Đó, cuộn cảm màu đỏ, trở sứ và có một cái cầu chì bảo vệ công suất ở đây. Đó, có input đầu vào đây và hai đường bát và một đường chép. Đấy, các bạn cần lắp thêm hai chép thì có thể đấu trực tiếp vào đây cũng được. Đấy, hai bát chép. Thông số chính của sản phẩm đây, trở kháng 4 đến 8 ohm và công suất max là 4, công suất là 400W. Đấy, công suất phân tần là 400W. Đó, đây là tổng thể toàn bộ mặt trước của nó. Mặt sau đây, tem của phần công ty, hàng Make in China, hàng công ty xịn các bạn nhé. Tất cả các cái phần mạch của nó ở đây đều được dùng là dòng mạch xịn, mối hàn rất là gọn gàng, bóng. Đó,
Thì khi các bạn nhìn một cái phân tần mà nó chất lượng hay không thì một phần các bạn khi các bạn nhìn mối hàn và các cái chân đồng này các bạn cũng có thể một phần hiểu được là cái giá trị của nó. Đấy, có những con phân tần thì cái các cái mối hàn này nó không được bóng như thế này. Nó sẽ có thể là nó sẽ xù xì hay là nó có thể là cấn, đấy, nó không có đẹp. Nhưng mà ở đây thì nó rất là đẹp. Đó, ngay cả cái bảng này để làm cái phân tần này cũng là loại 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 vật liệu rất là tốt các bạn nhé. Đó, tổng thể ở đây. Ở đây nó của nó ấy, là cái tụ của nó sẽ bao gồm hai con tụ to là phụ trách cho bát là tụ 10 microfarad bạn nhé. Tụ 10 microfarad đây mình lấy nét các bạn. Đấy, 10 microfarad đây bạn nhé. Đây 10 microfarad. Và con tụ phụ trách chép ở đây của nó là tụ 3.6 bạn nhé. Đây 3.6 đây. Đó, bạn nhìn theo ạ. Đấy, mình sẽ lấy nét. Rồi. 3.6, 3.6 microfarad. Đấy. Tổng thể ở đây là một cái con làm rất là chi tiết, nhìn tinh tế và cao cấp. Đó, đường mát vào đây, chép vào đây. Đây là đường vào loa tổng từ cọc loa vào. Vậy là các bạn có thể xài lên được một bộ loa thật là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đó. Thì với một cái bộ H886 như thế này là giá của bên mình đang bán là một bộ nha, một cặp là như này các bạn nhé. Một cặp như thế này bao gồm hàn dây theo yêu cầu của các bạn. Đó, hàn dây của các bạn là giá 750.000 một bộ, bao ship toàn quốc các bạn nhé. 750.000 một bộ. Đấy, bạn nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại hotline 0911851444 các bạn nhé. Bên mình sẽ tư vấn và gợi ý rồi đưa ra những cái đề xuất để các bạn có được các sản phẩm ưng ý của mình. Đó, ngoài hai cái sản phẩm về cái dòng loa thùng 3 đường tiếng này thì bên mình có một cái dòng phân tần dành riêng cho loa chép các bạn nhé. Loa chép này thì đối với các bạn dùng loa chép rời thì mình đã có rất nhiều các video nói về cái việc mà lắp thêm loa rời cho dàn âm thanh có lợi hay không, có tốt hay không thì các bạn vui lòng xem lại cái video đó ở trên kênh của mình ha. Đó là một cái bài test để thấy rằng là cái độ khác nhau khi mà mình lắp loa chép rời. Thì đây nó là cái phân tần T33 của bên mình. Đó, phân tần T33 của bên mình thì bên mình có gắn cùng với cả loa chép rời như thế này. Đó, ví dụ một bộ như thế này, đây, một chân như thế này các bạn nhé. Đó, rất là đẹp. Đấy. Và bên mình cũng có bán rời ra. Thì một bộ như thế này đây các bạn này, bạn nhìn này. Phân tần T33 làm cực kỳ chi tiết như này. Đầu in, out, bên mình hàn sẵn dây như này các bạn nhé. Bao gồm một cuộn cảm, đó, đồng đỏ. Đó, được bọc giấy bóng ở bên ngoài trông rất là cẩn thận. Đấy, đường input, output ở đây nó có vặn vít các bạn nhé. Thì các bạn không cần phải hàn, cái này cũng rất là tiện này. Đó, in vào, out này. Vặn vít rất là tiện luôn. Có hai con trở, một con trở 2.5K63 và một con 2.2K63. Đấy, đó, hai con trở xứ. Thì với một cái sản phẩm như thế này mình sẽ bán theo bộ các bạn nhé. Một bộ này của bên mình là bán giá là 280.000 một bộ bao ship. Bác nào mà ở gần văn phòng của bên mình, địa chỉ bên mình là 6/33 Bình Thành, Bình Tân, Hồ Chí Minh, các bạn qua đây mua thì sẽ giảm 30.000 tiền ship các bạn nhé, là chỉ còn có 250. Các cái sản phẩm mà bên mình khi mà bán các bạn đến tận nơi thì tiền ship bên mình sẽ giảm đi, giảm 30.000 đó. Ngoài các cái sản phẩm về bên phân tần thì bên mình còn rất là nhiều các cái sản phẩm khác. Dòng loa chép rời đấy, là bên mình ở đây có dòng loa chép rời như con này là P8801 đấy, là con này là màng titan, con này là P9TVK đấy, là màng giấy các bạn nhé, là màng giấy đó. Và con mặt vuông này là con P8804 màng titan đó. Các bạn mua chép rời bên mình sẽ tặng kèm tụ như này, một đôi tụ xịn của nó đấy. Và các bạn mua cùng với cả chân đế phân tần bên mình cũng sẽ làm đầy đủ, và cái mức giá của nó thì tùy từng loại bên mình sẽ có những cái mức giá, thì các bạn có nhu cầu thì các bạn liên hệ thì bên mình sẽ tư vấn và báo giá chi tiết các bạn nhé. Bên mình còn làm các cái phần loa chép như thế này để bày rất là đẹp luôn các bạn này, nó là vậy, hộp đấy, hộp tròn như này, lên thùng như này, cực kỳ đẹp luôn. Đây, phía sau của nó là cọc loa xịn sò luôn các bạn đó, cực kỳ đẹp. Chân đế kia là cũng bằng gỗ tre đặc rất là xịn bạn ha. Đó. Rồi loa kèn tre để các bạn có cần độ chế thêm loa chép vào thì bên mình đều có cả. Đó. Rất nhiều sản phẩm khác, dòng dây loa, dây AV, dây tín hiệu, dây quang và các bộ dần giải mã thì bên mình cung cấp gần như là đầy đủ tất cả các loại phụ kiện dòng cao cấp, hàng bãi, hàng chính hãng để cho các bạn lựa chọn phối ghép cho dàn âm thanh gia đình.
thì mọi chi tiết các bạn cần liên hệ tư vấn, vui lòng gọi số Zalo, và Zalo là 0911 85 1444 đó. Thì bên mình sẵn sàng tư vấn và giải đáp tất cả những vấn đề các bạn yêu cầu. Video hôm nay của mình đến đây tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn vui lòng đăng ký kênh để nhận được các cái video mới nhất của bên mình ra. Đấy, và cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày cuối tuần là làm việc hiệu quả và vui vẻ bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.